Alo anh em nha. Khoa ơi, em có thể tốc độ luôn Khoa ơi, anh treo máy nãy giờ là nửa tiếng rồi đó. Em cứ từ từ cũng được Khoa ơi, anh livestream nãy giờ 18 phút rồi không chơi được game nào hết trơn á. Thôi nói chung là em nghĩ là livestream tập này em ngồi em tóc show với mọi người tầm tiếng ốp đẹp. Live được 20 phút rồi nè. Còn gì dắt đổi tóc show á. Vậy anh hết rất nhiều Khoa ơi. Tóc show tiếng ốp đẹp. A few moments later. Rồi, vô. Tuyệt vời. Cuối cùng cũng đã có một game. Game đầu là con la gốc cho nó mãi nhãn đi. Ừ chắc phải chuẩn bị em đăng cáp nha mà. Em đăng cáp cho chị cá nhân. Nếu mà vô địch cạo đầu. Vô địch cạo đầu hả? Quá ghê. Không vô địch cạo đầu. Lấy cáp vậy cho nó gắt rồi. Chào quốc dân nha. Mã thấy đẹp quậy trời. Mã ơi được rồi. Cạo đầu quá ta. Ừ. Được. Cũng được á, cũng hay á. Anh Mã để chung với em đi. Anh Mã phải. Nếu mà vô địch, nếu mà địch thì mình chấm thêm 6 chấm trên đầu được. 6 chấm nghe giống hòa thượng quá ta. 6 chấm là trụ trì đó bạn. À chưa 9 chấm mới trụ trì. Anh Mã muốn theo em không? Bây giờ em sẽ ghi cáp là không vô địch cạo đầu. Anh Mã cũng theo em. Nếu mà rồi thằng em thì... mình nếu mà thằng em mình không vô địch mình cũng sẽ cạo đầu. Đó. Rồi nếu mà vô địch thì anh được gì? nếu mà vô địch thì anh được gì? Sao vậy ta? Mình mấy cái đó quan trọng gì đâu nhờ. Không vô địch ta cái đầu. phải có lợi và thưởng chứ trời. Cạo đầu quay. Tí ra đánh hải liền giờ mọi người ơi. Ủa thằng này là thằng nào vô? Ủa Khoa hả? Mina vô nè, anh với em muốn sẽ thành này không? Bị vô nó tiếng nhỏ rồi đó. Ê Mina lên top sao vậy? Rồi nó không vô đây đâu. CC luôn nha Khoa ơi. Chơi, chơi. Thằng nào? Ủa Superman vậy? Tóc biến lẹ ta. Nè góc này nè, góc này nè. Mina yếu nè, thằng nào combo Mina đi. Interduct anh Mã kìa. Rồi thua rồi. Cái gì Kavi chạy từ dưới lên trên luôn vậy. Ủa Kavini solo 1-1 thua Lavi hả? Mày ủa cái đầu tiên nó không có cái cảm giác kiểu nó không. Nó không có tin tưởng lắm nên anh về rồi. Hôm qua em có ớt bài khịa gì không? Người ta nói em khịa hoài quá. Có khịa gì đâu mà. Đây để giao trọng trách này cho ông Bánh. Lavi hết chiêu 2 kìa em trai. Trai có cấp trụ không? Nè vô nè em trai ơi. Chắc gần luôn. Cấp trụ. Không có rồi. Bỏ. Lavi về rồi, buồn quá hả? GC nó mất gì chơi hả? Rồi. Ghé nào. Ủa giải có chat vậy không hả? Người ta nói bằng miệng không à, nhưng mà nhớ đó Khoa ơi. Nói chứ có người nhớ có người không à. Nó vàng quá ta. Tiếng em vàng hả? Vàng qua mấy gì que quá. Cà vô mỏ mẹ kệ. Không quá ghi ra. Ai đi hết tiền chưa Khoa? Chát đi Khoa. Ủa em không chát hả Khoa? Không là có thể chờ. À, là chưa biết hả? Ok. Hay á. Đi Mã ơi. Anh với em đi. Bây giờ anh cứ tưởng tượng là em đang chơi kiếm hiệp chung với anh đi nha. What the hell? Rồi. Đi rồi, bả vậy ta. Em không có trừng phạt đâu nha. Anh Mã anti nó đi. Anh Mã gồng anti nó. Chơi nè. Có CC được nó không? Sao có một thằng vậy ta? Lavi nè. Rồi vô cấp trụ luôn, Khoa có cấp trụ á. Vô cấp trụ luôn. Hay quá nha. Chơi. Cấp trụ có cấp trụ à. Không cấp được nha, không cấp được nha. Tin đi mà, anh tưởng đi, anh cứ nghĩ là sẽ cấp được là nó sẽ cấp được thôi. What? Cái đánh thường nó cứ bị chậm chậm á. Thêm tí là em ăn được rồi.
ghi xe hả? Nó không có hợp ý đâu, ghi xe trên top á, ghi xe trên top nha, nó trên top á, nó không có hợp ý đâu. Nè nè, hàng ai ghi nè, rồi rồi, ghi xe mất chiêu 2 mới câu kéo rồi đó. Ai combo quá trời vậy anh Mã ơi, ai ghi hết tiền rồi anh Mã ơi. Rồi rồi đó, đó anh cùng mà mất giá đây, cùng mà mất giá đây. Thì có phải là nào vậy? Không thể nào mà có ai ghi ghét được con ghét này luôn á. Ngoại trường xuất me giúp ra. Cái gì đó, ok quá nha. GC thôi còn chiêu 1, GC còn anti. Rồi, GC còn anti nha. Eron hết tì rồi. Eron hết tì nha, đánh thoải mái đi, đánh thoải mái đi. Rồi, GC còn anh Tây, còn anh Tây, GC còn anh Tây. Rồi, rồi, đợi tí. Ôi trời, chết. Tao cũng chịu năm lẻ quá ta, hoa chết lẻ quá ta. 1.500.000 sao na gốc mới chết được. Ta hồi thế giới na gốc chết bằng kiểu gì? Giờ. Má kêu hoài vậy má. Ủa mày làm gì vậy? Ủa, mày làm gì vậy Lobo? Nghĩ em Lobo. Làm gì Lobo? Chơi lại. Rồi em con hết tiền nè, em con hết tiền nè. Rồi hay quá nhờ. Hay. Cây tươi nhờ. Nè đi trời. Chắc là tại vì xuống dưới đây tôi để top cho. Rồi trên Mã ơi. ID nãy thấy nó hết tì đó. Đánh rồi Mã. ID nè, ID bọc qua nè. Tè nó có một thằng ở dưới à. Tè nó có một thằng, có một thằng ở dưới thôi nha. Đánh đi, đánh đi. Có một thằng à, có một thằng à. Rồi hay quá Mã ơi. Trong biển lên, trong biển nhà. Ủa sao giết nó không được vậy? Rồi đập trụ nè. Rồi rồi rồi. Mina không có chiêu, Mina không có chiêu. Một cuộc tình vừa qua kèm theo là... Chào Vinh kỳ lưỡi nha. Lời bố nói đúng không? Lời bố lên đây đợi đến Tết nè. Lên đây lời bố ơi, đợi nè. Lạc trời. Lên đây lời bố. Ở dưới có hai thằng thôi, có hai thằng thôi. Không có thêm thằng nào ra đâu. Có hai thằng thôi, ra nè, xuống nè, xuống nè. Tem nó full chiêu nha, không còn chiêu nào hết nha. Ủa? Cái gục anh đó, phải gục em rồi đó. Rồi, 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 rồi. Mina hết tì. Egon hết tì. Egon hết tì. Egon hết chiêu 2, ai ghi hết đánh thường. Nhìn chán quá. Rồi Mina đứng trong bụi. Ai ghi ở ngoài đường nha, ai ghi đang lộ sai kìa. Egon hết đánh thường. Egon, Egon còn chiêu 2. Nghe con đang ngoài đường nha, nó không có nấp bụi nha. Gì vậy? Chơi game mà lên thuộc. Rồi, GC ra ngoài đường rồi. Vô. Rồi, Mina nè, câu anti Mina nè. Tì chán. Câu anti Lavi rồi nha. Rồi, câu hết anti đó. Rồi, 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 na góc hy sinh. Bằng này vui quá ta, bằng này vui quá ta. Con ai kia nó bị chỉ là sao hết tung được nhờ. Ok vậy là bạn. Con này nã bác mà luôn bên kia à.
Kế bên nha, kế bên nha, đánh đi, đánh đi, đánh đi. Nè, tên miếng này vô nè, tên miếng này vô nè. Nè, tên miếng này vô nè, nè, chúng hướng tung nè, reset tao biến, reset tao biến. Vô nè, kế bên nè. Hướng tung nè. 3 2 1 vô. Nè, 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 kế bên luôn nè, đánh ra Khoai ơi, kế bên nè. Chơi Khoai. Chơi em ơi, không chơi người ta chửi ngu đó. Vô thiệt nè, nãy là giỡn thôi. Tiền, hết tiền rồi. Quốc tường của Nga. Ai ghi hết lướt nè. Quá ghê. Trả hết mana mà. Hay quá anh Mã ơi. Quá tuyệt vời anh Mã ơi.